Hi chào mọi người, đến với chúng mình là Hamburger mình đây. Và hôm nay mình sẽ BBC Hayan 2015 nha các bạn. Và đây chính là một cái bộ PC phải gọi là rất là đặc biệt. Và tất cả các linh kiện của nó mình chơi đều là chơi hàng hiếm. Tất cả đều là hàng hiếm hết luôn nha các bạn. Và vẫn còn full box luôn nha các bạn. Đó thì vẫn còn vài thứ không có full box, ví dụ như chip lại RAM là mình không có box rồi. Nhưng những thứ còn lại như nguồn, main và ok thì mình sẽ là chơi hàng hiếm và hàng đặc biệt luôn nha các bạn của năm 2015 luôn. Ok, let's go. Ok, thì bây giờ mình sẽ unbox Airman ZV7X Gaming 7 của Gearbyte này ra các bạn. Thì đây là một trong những Airman cực kỳ hiếm ở thời điểm hiện tại bây giờ luôn nha các bạn. Còn hồi xưa thì nó là dòng cao cấp của Gearbyte. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở ra nha các bạn. Thì á, hồi xưa Gaming 3 đã được gọi là cao cấp rồi, nhưng mình quốc luôn được Gaming 7 ở thời điểm 2023 này. Thì nó được xem là vừa mạnh mà vừa hiếm nha các bạn. Ok, mở ra thôi. Đây chính là dây SATA 3 của ổ cứng nha các bạn. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Man Z97 Gaming 7 cao cấp đời 2015 nha các bạn. Bên trong đây chúng ta sẽ có là CPU Core i7-575C được gọi là dòng mạnh nhất của socket LGA1150 nha các bạn. Tiếp tục là chúng ta sẽ có RAM Corsair Vengeance DDR3 với 1060Hz và được gọi là dòng cao cấp của năm 2015 luôn nha các bạn. Nó chỉ đứng sau RAM Corsair Dominator một chút thôi. Vì á, RAM Dominator hồi thời điểm đó là nó cực kỳ mắc, chỉ dành cho những người dày giàu họ mới chơi thôi. Còn những người khá giả thì họ sẽ chơi RAM Corsair Vengeance nhiều hơn nha các bạn. Cho nên RAM Corsair Vengeance nó sẽ thịnh hành hơn là dòng Corsair Dominator DDR3.
Và trước mặt chúng ta đây chính là nguồn Vitesse cao cấp, có luôn cái chuẩn 80 Black Silver của Certifier luôn nha các bạn. Trước mặt chúng ta đây chính là em HD rất là đặc biệt, là sự kết hợp của Apple và nhà Western chuyên sản xuất ổ cứng nha các bạn. Đây chính là em Western Carnival Black.
Thank you.
Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái dây CPU của mình luồn sau nha các bạn. Thì ban đầu mình luồn trên đây xuống là dây nó không vừa đúng không các bạn. Thế mà mình phải tháo hết mấy con ốc của main ra, xong rồi mình chừa lại một con ốc ở đây để cho nó giữ main thôi. Xong rồi mình luồn cái dây 8 pin này qua CPU. Đó, xong rồi mình nhét cái dây 4 pin này vào lại trong đây để cho nó gọn á. Đó, thế là mình đã luồn vào được trong main. Rồi mình bắt ốc nó lại thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi dây tiếp nha các bạn. Thank you.
Đây không phải là một bộ PC đẹp nhất, nhưng nó là một bộ PC tâm huyết nhất của mình luôn nha các bạn. Thì đầu tiên là mình view là tất cả đều là của đồ high-end 2015 hết. Đầu tiên là một em là GTX 980 Ti 3 fan GB G1 Gaming nha các bạn. Và em i7-5775C và RAM là RAM 32GB 1600 luôn nha các bạn. Và main là main Z97 Gaming 7 của GB luôn, cao cấp luôn. Rồi thì mình cảm ơn anh Sơn đã hỗ trợ cho mình em cạc GTX 980 Ti này nha. Và nếu như mà bạn nào mà cần mua hàng hoặc là mua những bộ PC hay cực kỳ cao cấp của anh ấy thì một là liên hệ mình, còn hai là liên hệ anh Sơn, mình sẽ để đường link dưới bên link mô tả. Và anh ấy là có bán tất cả các sản phẩm như là GTX 3070 nè, 3080 nè, 3090 nè, và có cả luôn là 4090. Thì 4090 là anh ấy chưa có bán, mình lộn nha các bạn. Rồi ok, và cái bộ PC này quan trọng nhất là ở chỗ là mình tặng cho thằng em mình nha các bạn. Vô. Hello, xin chào các bạn, mình là HQ Đô Commentary. Mình rất là cảm ơn Evo Gaming vì đã tặng và build cái bộ PC mới này cho mình. Và nếu mà các bạn mà thích những tựa game bắn súng như Call of Duty Warzone nè, chi kết đó, thì có thể ghé vô kênh của mình để xem nha các bạn. Kênh mình tên là HQ Đô Commentary. Và các bạn vô xem thì nhớ là like, share, subscribe nha các bạn. Ok, và bây giờ tới phần quan trọng nhất chính là bật máy và test máy nha các bạn. Ok, go. Ok, bây giờ thằng em mình sẽ test game Call of Duty Warzone nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem setting game luôn. Rồi, setting graphic nha các bạn. Quality, mình bỏ FSG 3.0 của AMD và mình để nửa lô nửa hai nha các bạn. Thì những cái nào cần thiết thì mình sẽ để hai, ví dụ như là khử ăn cơ nào mình sẽ để hai để cho nó nét, còn những còn lại là mình để normal hết luôn nha các bạn. Đó, và cái FPS thì mình giới hạn ở mức là 144 FPS, là theo cái màn hình của mình nè các bạn, màn hình này nè, theo cái màn hình của mình luôn. Rồi đó, và view thì mình để là 120 để cho rộng nha các bạn. Rồi giờ thì thằng em mình nó đang tìm trận, và tìm mình nãy giờ cũng khá là lâu rồi, tầm 10 phút rồi các bạn, mà vẫn chưa có tìm được trận. Đúng là server châu Á nó dễ đó các bạn, tìm cực lắm, tìm khổ lắm. Thì các bạn đợi mình một chút nha. Ê, hồi nãy nó không đặt cũng khó là giết rồi. Ngay chỗ.
bắn là xài mấy thằng bên đây nữa. Ok, nếu như các bạn thấy video này, bạn nhớ like, share, subscribe và nhớ đại diện comment bên dưới cho mình nhé. Và nếu như các bạn có thắc mắc về máy tính thì các bạn cứ hỏi mình nha, mình sẽ giải đáp hết thắc mắc cho các bạn. Và các bạn có mua hàng PC cao cấp hay là PC tầm trung gì đó thì các bạn cứ liên hệ với anh Sơn sẽ tư vấn cho các bạn hết rồi nha các bạn. Ok, bye bye các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Yeah.